Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì clip hôm nay lại là bên mình sẽ lại test máy trước khi đóng hàng gửi cho khách. Rồi ok, thì cái này người ta yêu cầu in trên da nhé các bạn nhé. Thì cái này là da sáp. Thì đối với cái da này thì nhiệt độ sẽ là 350. Còn những cái da khác thì tùy mỗi loại da nó sẽ một chất liệu da thì nó sẽ một có một nhiệt độ khác nhau nhé. Thì cái đó các bạn phải test thử. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử các bạn coi. Đây. Đây lại nhé. Da thì chúng ta sẽ thường tùy loại da nhé bạn nhé. Da này thì chúng ta xuống cái lên liền. Chúng ta không được để lâu. Nếu chúng ta để lâu nó sẽ cháy luôn. Đây. Rồi như các bạn có thể thấy này. Ở đây nó sẽ có một con ốc 8 ly nhé các bạn nhé. Thì mỗi cái logo bên mình thì sẽ đều có một cái ren 8 ly dưới đít như vậy. Các bạn lấy máy và có nhu cầu đặt logo thì cứ liên hệ bên mình, gửi file thiết kế cho mình, bên mình sẽ làm. Rồi đối với một cái máy thì chúng ta có thể sử dụng nhiều logo các bạn nhé. Các bạn thích thay, thích in cái nào thì chúng ta sẽ thay vào. Nó rất là đơn giản thôi, nó có một cái ren 8 ly ở đây. Các bạn xài con nào thì các bạn cứ gỡ nó ở trên này ra và gắn con logo mới vào. Rồi ok, các bạn có thắc mắc nào thì cứ liên hệ cho ba cái số hotline trên đây nha. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc cho các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.